Xin chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay trên kênh VTV. Và thưa quý vị, thì trong video hôm nay VTV sẽ gửi đến và chia sẻ cho quý vị một câu chuyện về những Việt kiều sau khi mà ở nước ngoài một thời gian khá là dài, nhưng mà lại cứ ngỡ rằng là về Việt Nam thì sẽ vui vẻ, bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng quá khứ của họ thì cũng đã gây ra những lỗi lầm hoặc đã từng phạm tội và đã bị bên phía công an Việt Nam họ truy nã quý vị. Nhưng mà thực sự là họ không biết, hoặc là họ nghĩ rằng là thời gian họ đi qua nước ngoài ở thì cũng lâu rồi. Và có thể những cái điều mà họ phạm sai lầm từ quá khứ có thể là sẽ được bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng là những cái sự việc đó không hề được lãng quên. Và sau khi mà họ trở về Việt Nam thì đã bị bắt ngay lập tức nha quý vị. Và sau đây kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết về cái câu chuyện này. Một Việt kiều Úc bị bắt sau 29 năm sang nước ngoài sinh sống, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long quý vị sắp đưa một Việt kiều Úc ra xét xử về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau 29 năm thì người này có ra nước ngoài sinh sống. Ngày 30 tháng 3 thì theo cái nguồn tin của VTC News cho biết, vào ngày 1 của tháng 5 năm 2021 thì Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ mở cái phiên xét xử sơ thẩm bị can là Trương Tuấn Anh quý vị, tên gọi khác là Trương Trung Quốc, sinh năm 1952, mang quốc tịch Úc, đang tạm trú tỉnh Trà Vinh, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung của năm 2017. Trước đó thì trong năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hai lần hoãn phiên tòa bị can bị bắt vì tội gì? Theo cái cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khoảng năm 1987, Nguyễn Thị Bích Phượng sinh năm 1960 cùng chồng là Trương Tuấn Anh lập nhà máy cán sắt ở Thuận Thành, trụ sở tại số 105 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long quý vị. Và nhà máy này thì do bà Phượng làm chủ, bị can Trương Tuấn Anh thì phụ trách kỹ thuật và Mai Văn Kỹ là thư ký cho nhà máy. Và trong cái khoảng thời gian mà từ tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 3 của năm 1989 thì Trương Tuấn Anh và vợ đã ký 3 hợp đồng là vay của Trung tâm Tín dụng Công nghiệp Ngoài Quốc doanh trực thuộc Liên hiệp tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền là 152 triệu đồng. Một cái hợp đồng vay tín chấp 52 triệu đồng và một cái hợp đồng vay tín chấp là 100 triệu đồng. Một hợp đồng vay 250 lượng vàng 24K. Có thể là có thế chấp tài sản. Thì cho tới cuối năm 1989 thì bị can Trương Tuấn Anh cùng vợ con ra nước ngoài. Ngày 10 tháng 9 của năm 1990, Trung tâm Tín dụng Công nghiệp Ngoại Quốc doanh ở tỉnh Vĩnh Long ngừng hoạt động. Trung tâm tiến hành rà soát đối chiếu xác định công nợ, có lập bảng đối chiếu công nợ tại cái bảng đối chiếu công nợ thì cái tổng số vàng đó quý vị. Với lại cái gốc là 250 lượng vàng 24K và tổng cái số tiền vốn và lãi đến ngày 10 tháng 9 của năm 1990 là 564,968 ly. Tổng số tiền bị can Trương Tuấn Anh vay tại khế ước vay tiền số 206 với số tiền gốc vay là 52 triệu đồng. Đến tháng 10 năm 1990, còn lại thực tế vốn và lãi là 188 triệu 735 nghìn đồng. Đối với hợp đồng vay ngày 9 tháng 3 của năm 1989 do Nguyễn Thị Bích Phượng vay của Trung tâm Tín dụng Công nghiệp Ngoài Quốc doanh tỉnh Vĩnh Long 100 triệu đồng. Trương Tuấn Anh là người ký bảo lãnh vay và hiện bà Phượng không có mặt tại Việt Nam nên không đặt ra xem xét giải quyết. Trong vụ án này thì sau khi Trương Tuấn Anh bỏ trốn ra nước ngoài quý vị, trên cái cơ sở báo cáo của Trung tâm Tín dụng Công nghiệp Ngoài Quốc doanh và các tài liệu xác minh thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Trương Tuấn Anh. Đến ngày 5 tháng 7 của năm 2019 thì bắt được Trương Tuấn Anh. Và theo quyết định truy nã tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long, thì cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ghi rõ hiện bị can Trương Tuấn Anh đang được cho tại ngoại. Bị can không biết bản thân bị truy nã.
Và bị can cho biết thêm, ngày 5 tháng 7 của năm 2019, khi đang ở thành phố Vĩnh Long thì bị công an tỉnh Vĩnh Long mời về làm việc. Tại đây thì công an cho biết ông bị truy nã theo quyết định số 35 ngày 23 tháng 1 năm 1990 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long. Bị can Trương Tuấn Anh cho rằng bản thân ông không hề biết việc mình bị truy nã. Tính đến khi mà bị bắt thì tôi đã về Việt Nam thăm bạn bè, đi làm từ thiện khoảng 20 lần mà không hề hay biết mình bị truy nã. Bị can Trương Tuấn Anh nói và khẳng định các khoản vay của ông đều là vay thế chấp chứ không phải là vay tín chấp như cáo trạng nêu. Bị can cũng nhấn mạnh giá trị tài sản thế chấp của ông thời điểm đó giá trị gấp khoảng 3 lần tổng số tiền ông và vợ vay. Và quý vị cũng vừa được nghe xong một cái thông tin mà có lẽ rằng là trong cái vụ án này sẽ có thể là kéo dài rất là nhiều quý vị. Vì đôi khi là người này cho rằng là họ vay theo kiểu thế chấp, thế nhưng bên phía cơ quan cảnh sát điều tra thì nói rằng đây là vay theo kiểu tín chấp quý vị. Và mấy chục năm trời không có trả lãi, vay cái số tiền vay nó đã lên rất là nhiều. Và như vậy thì người này cũng đã bị truy nã và cuối cùng thì cũng đã bị bắt khi mà về Việt Nam. Thực sự thì vấn đề này thì VTV cũng chỉ chia sẻ cho quý vị để quý vị có thể hiểu và biết. Bởi vì thực tế thì có rất là nhiều Việt Kiều cũng đã bị truy nã vào những cái thập niên trước và họ không hề hay biết là họ bị truy nã về tội danh gì và họ về Việt Nam thì đã bị bắt nha quý vị. Và cũng có những cái câu chuyện mà VTV cũng đã chia sẻ lên kênh để cho quý vị, cô chú anh chị tham khảo. Có những người mà ngày xưa là một thời gian là họ trở về Việt Nam và rồi gì họ cũng bắt mình lấy cái ví dụ của một câu chuyện mà một Việt kiều Mỹ sau khi mà qua Mỹ được 34 năm và ông này thì cũng đã bị bắt khi mà về Việt Nam. Ông Tánh cùng với đồng phạm cướp chiếc ghe vượt biển ra nước ngoài hơn 30 năm sau thì về Việt Nam. Và ông bị bắt. Ngày 3 tháng 8 thì công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ ông Bùi Văn Tánh, 65 tuổi, sống tại Hoa Kỳ về cái hành vi cướp ghe vượt biển ra nước ngoài từ 34 năm trước. Theo cái hồ sơ thì tháng 7 của năm 1981 là ông Tánh thì cùng với nhóm bạn đến bãi biển phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang chơi thì thấy cái chiếc ghe chuẩn bị ra khơi. Và nhóm này đã xông tới khống chế chủ cướp ghe rồi vượt biển trốn ra nước ngoài làm việc. Làm việc với cảnh sát thì ông Tánh cho biết rằng cái chuyến vượt biển lần đó thành công. Nhóm ông ở trại tị nạn nửa năm thì được qua Mỹ. Đầu tháng 8 thì ông về nước thăm gia đình bị bắt mới hay là bị truy nã suốt nhiều năm qua. Cùng ngày thì công an tỉnh Khánh Hòa cũng bắt giữ Phạm Văn Phi về hành vi chống người thi hành công vụ. Tháng 10 của năm 2019 thì Phi đánh nhau trong một cuộc nhậu với nhóm bạn khi mà hai công an viên tới ngăn cản yêu cầu giải tán thì bị Phi và Nam, thanh niên khác đánh gây thương tích. Biết bị truy nã, Phi đã lẩn trốn nhiều. Nơi đó là một cái thông tin để cho quý cô bác anh chị có thể biết. Thực sự thì đến bây giờ thì VTV cũng không thể nào khẳng định được rất nhiều người sau khi mà đi nước ngoài thì họ có thể là, tức là cái quá khứ của họ bị phạm một cái tội gì đó và họ đã bị truy nã nha quý vị. Khi mà đã bị truy nã rồi, họ mà bước chân về Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ bị bắt giữ thôi quý vị ạ. Bởi vì cái thời điểm mà họ truy nã đó thì công an Việt Nam họ chưa có bắt được, thì đến bây giờ sau nhiều năm thì họ bắt được. Và có những cái câu chuyện, ví dụ như là một cái câu chuyện của năm 2023 ở Đà Nẵng thì có một bà sau khi mà đã lừa đảo mấy trăm triệu từ 17 năm về trước và trốn sang Hoa Kỳ ở đó 17 năm và cứ tưởng rằng là mọi chuyện không có cái gì cả. Thế nhưng cuối cùng thì về Việt Nam vẫn bị bắt nha quý vị. Và cái giá trị tương đương 17 năm trước khi mà bà này lừa đảo cái số tiền hơn 300 triệu đồng. Tính đến bây giờ thì nó khoảng hơn 3 tỷ đồng nha quý vị. Một cái con số rất là cao, kể cả thời điểm đó cũng như cái thời điểm bây giờ á, và có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự đó. Nói chung thì đã làm việc xấu thì ở đâu cũng như vậy thôi quý vị.
kể cả như có những người Việt kiều ở bên Mỹ, sau khi mà phạm pháp ở bên Mỹ thì đã trốn về Việt Nam. Và khi trốn về Việt Nam thì đã bị FBI của Mỹ họ đưa ra những cái lệnh truy nã, rồi đưa ra những cái Interpol để họ có thể biết. Khi mà đi đến bất kỳ đâu đi chăng nữa đó, thì sẽ có những cái đặc điểm nhận dạng để có thể là bắt và trao trả lại cho nước Mỹ nha quý vị. Năm 2023 thì cũng đã có hai Việt kiều sau khi mà gây án ở Mỹ trốn về Việt Nam, thì sau đó là bị bên phía Việt Nam bắt được và trục xuất về Mỹ nha quý vị. Nói chung thì những cái câu chuyện mà Việt kiều phạm tội ở Mỹ trốn về Việt Nam rồi bị bắt thì nó quá nhiều rồi đúng không quý vị? Quý vị cũng có thể tìm hiểu hoặc là có thể đọc tin tức hàng ngày thì cũng biết đó ạ. Và thực tế thì nhiều người gốc Việt của mình ở bên đó cũng phạm pháp rất là nhiều. Nhưng mà điều gì đến thì cũng phải đến thôi. Phạm pháp thì chắc chắn là sẽ bị tù tội, sẽ bị trừng phạt theo một cái hình thức xứng đáng. Quốc gia nào thì họ cũng sẽ có những cái luật pháp riêng, cũng có những cái chế tài riêng, hoặc là có những cái điều luật riêng để mà xử phạt, làm sao mà để cho công dân của mình có thể tốt hơn. Tránh những cái trường hợp mà không có những cái luật lệ đưa ra thì người dân họ sẽ không có thực hiện tốt, và như vậy thì nó sẽ loạn hết cả lên thôi quý vị. Và video ngày hôm nay thì VTV cũng có một chút cái thông tin để chia sẻ dành cho quý vị như vậy. Nếu như quý vị có ý kiến gì muốn đóng góp thì hãy để lại comment bên dưới phần bình luận của video. Và thời lượng của video ngày hôm nay tới đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.